Mở đầu phần tin từ sáng đến tối hôm nay là những cập nhật mới nhất về cơn bão số 1 của tiện quốc tế là Cha Ba. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, bão số 1 vẫn tiếp tục mạnh lên và có thể giật đến cấp 15. Điều đáng nói, vùng ảnh hưởng của bão được dự báo là rất rộng lớn, bao gồm cả miền Bắc và Bắc Trung Bộ của nước ta và sẽ gây mưa lớn cho toàn vùng từ chiều tối mai. Chiều nay mùng 1 tháng 7, vị trí tâm bão khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông. Cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 310 km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 640 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc. Đến 13 giờ ngày mai, mùng 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 cấp 12 giật cấp 15. Đây là thời điểm bão đạt sức mạnh lớn nhất Đến chiều mùng 3 tháng 7, tâm bão cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây bão số 1 nên từ chiều tối và đêm mai, phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 40 tới 70 mm, có nơi trên 90 mm. Những ngày sau đó, bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các kiểu thời tiết cực đoan.